Chào các bạn. Trước mặt Nguyễn Huyền là một hộp canxi magie của Unicity. Đây là một dòng sản phẩm canxi tươi, canxi hòa tan, canxi hữu cơ đó ạ. Canxi hữu cơ, canxi tươi hòa tan này nó sẽ khác canxi vô cơ dạng viên ở trên thị trường ạ. Nếu các bạn uống canxi viên dạng vô cơ trên thị trường thì lâu ngày cái vấn đề nắng cặn sỏi thận là rất dễ xảy ra. Nên khi bổ sung canxi cho bản thân mình hoặc là cho con, các bạn hãy nhớ lựa chọn cái dòng canxi, nó phải là dòng canxi hữu cơ. Khi các bạn uống canxi hữu cơ thì nó sẽ rất là mát, nó không bị nóng trong, nó không bị gì ạ, lo cái vấn đề nắng cặn sỏi thận, bởi vì nó là canxi tươi và là hòa tan, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta lựa chọn canxi thì chúng ta lưu ý cái thông số ở trên vỏ hộp là cái dòng canxi đó nó có chứa vitamin D hay D3 hay không ạ? Canxi phải chứa vitamin D3 thì cái canxi bạn sử dụng nó mới gì ạ? Hấp thụ vào cơ xương và vào máu. D3 là cái đường dẫn để giúp canxi đi vào máu và cơ xương. Đó là những cái lưu ý khi chúng ta lựa chọn canxi nhé. Và cái dòng sản phẩm canxi hữu cơ hòa tan này nó có vitamin D3 trong cái thành phần canxi này. Đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho chúng ta. Vậy thì canxi vô cùng cần thiết cho hệ xương khớp của chúng ta, đúng không nào ạ? Nếu như các bạn mà thiếu canxi thì các bạn sẽ bị gì ạ? Loãng xương. Loãng xương ạ. Loãng xương là một căn bệnh phổ biến ở Việt Nam mình. Và cái bệnh loãng xương này hay còn gọi là xốp xương ạ, hay là xốp xương, đúng không ạ? Bệnh xốp xương, giòn xương ạ, đúng không ạ? Khi chúng ta nghe cái từ xốp xương và giòn xương rồi thì chúng ta có thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta chỉ cần ngã nhẹ là chúng ta cũng có thể là bị gãy xương ạ. Và khi chúng ta bị loãng xương thì chúng ta sẽ bị cơn đau xương khớp nó hành hạ, đúng không ạ? Xung quanh ta, bố mẹ mình này, bản thân mình này, những người phụ nữ mà sau sinh ấy, cái vấn đề đau xương khớp nó rất là phổ biến luôn. Và cái nguyên nhân của những vấn đề loãng xương này có thể kể đến, đó là nguyên nhân về là gì ạ? Tuổi tác, đó là chúng ta bị não hóa. Cùng với thời gian thì chúng ta sẽ bị não hóa. Và khi mà cái tuổi chúng ta não hóa rồi thì cái việc mà gì ạ? Sản sinh ra xương mới nó sẽ không còn nhiều, không nhanh nữa, mà cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn ạ. Mất xương nó sẽ nhanh hơn là cái quá trình tạo xương. Cơ thể của chúng ta, cái tế nó là cái tế bào nó sẽ bị mất đi và tế bào mới nó tái tạo. Nhưng mà khi tuổi tác đến thì cái tế bào xương mất đi nó sẽ nhiều hơn là cái tế bào xương tái tạo. Và đến cái tuổi nó sẽ không tái tạo được xương nữa. Chúng ta có cái chiều hướng là càng già thì càng lùn, phải không ạ? Đấy là cái hiện tượng mất xương đó ạ, mất xương. Cái nguyên nhân thứ hai phải nói đến đó là do chúng ta gì ạ? Bị thiếu dinh dưỡng. Bị thiếu dinh dưỡng ạ, ăn uống không đủ chất và đặc biệt là thiếu canxi. Cái tiếp nữa là do bạn bị béo phì ạ. Béo phì cũng dẫn là cái nguyên nhân dẫn đến là các bạn bị loãng xương và gãy xương, giòn xương. Bởi vì cái cơ thể của chúng ta nó gì ạ? Nó quá nặng và nó quá tải. Cái bộ khung của chúng ta nó sẽ không đỡ được cái trọng lượng cơ thể nếu chúng ta bị béo phì, bị quá béo, đúng không ạ? Thì cái vấn đề béo phì cũng dẫn là một cái nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề là đau xương khớp, loãng xương, giòn xương. Cái nguyên nhân thứ ba có thể kể đến đó là do là gì ạ? Ở cái tuổi mà phát triển ấy, chúng ta đã không phát triển được quỹ xương cao nhất. Chúng ta không phát triển được quỹ xương cao nhất ạ các bạn ạ. Cái vốn xương của chúng ta nó không được phát triển ở cái mức tối đa. Nên là cái tuổi mà có thể hết cái tuổi chiều phát triển chiều cao là tầm 20 tuổi. 20 tuổi sẽ hết cái tuổi phát triển chiều cao. Thì trước cái 20 tuổi này thì cái quỹ xương của chúng ta nó đã phát triển tối đa hay chưa? Cái điều này nếu chúng ta chưa tối đa, chưa đạt được một quỹ xương tốt nhất thì cái quá trình mà sau cái lứa tuổi này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mất dần xương đi và quá trình loãng xương nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Còn nếu như bạn có một cái quỹ xương tới cái tuổi 20 bạn có quỹ xương cao nhất, cơ xương chắc khỏe thì chắc chắn là gì ạ? Cái quá trình mất đi cái loãng xương chúng ta sẽ diễn ra chậm hơn. Đó, nên là hãy bổ sung canxi cho con của chúng ta ngay từ bây giờ ạ. Các bạn có thể bổ sung canxi cho con từ 0 tuổi trở đi ạ. Khi chúng ta còn bú, con còn đang bú thì chúng ta hãy bổ sung cho người mẹ. Còn sau đấy rồi thì con uống được rồi, chúng ta sẽ bổ sung từng ít một vào các cái bữa ăn cho con, đúng không ạ? Nếu như cái đồ ăn thức uống hàng ngày nó không đáp ứng đủ đó, rồi chúng ta bị bệnh, đúng không ạ? Bị bệnh nằm một chỗ lâu ngày hoặc chúng ta lạm dụng thuốc cũng là cái vấn đề mà gây ra vấn đề đau xương khớp. Và đây là cái sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn nhé, canxi magie của Unicity.